chào các bạn khán giả của kênh Việt TV. Chúng tôi tiếp tục review cho các bạn phần nhà phía bên phải của đình thờ thầy giáo Chu Văn An. Bên này là bên phải của đình này. Đây các bạn nhìn. Đấy, trước lối vào là có một cây đại rất to. Đây là cái cổng. Đó. Các bạn đi qua cổng này thì các bạn sẽ thấy một cái dãy nhà dọc ở bên phải. Cái dãy nhà này gọi là dãy tả vu. Đó. Cái dãy nhà này thì sẽ là cái dãy nhà để tiếp đón khách khi vào thăm đình, ví dụ là sự vào sắp lễ hay đây thì các bạn nhìn nhá, đấy là ở bên phải này và có cái căn nhà ngang. Bên phải này thì căn nhà này sẽ thờ thổ công của khu đất này. Đó, cũng là một cái nhà ba gian, nhà cổ ba gian. Thì các bạn thấy này, ở đây có ba gian thì mỗi gian đều có cửa vào. Hai gian hông thì là cửa hai cánh, cửa bước bàn đấy các bạn. Thế còn ở gian giữa là cửa bốn cánh. Đó. Có điều cửa ở đây thì là trơn, không đục. Đó, cánh trơn. Đây, cái phần này là cái phần bậu cửa này. Đó. Thế cái phần này là cái phần mái này. Đây là phần diềm mái. Cái căn nhà này thì khá là thấp. Đây, các bạn có thể nhìn cái vùng cao nhất kia ấy, trên đỉnh ấy. Đấy là chính là cái vùng cao nhất ở trong cái hậu cung. Mà ở trong ấy là có ba bàn thờ của thờ cụ Chu Văn với lại hai hậu thế đấy, hai tiến sĩ đấy. Đó. Thì các bạn nhìn là cái chiều cao của cái nhà ngang để thờ thủ công này ấy, thì chiều cao chỉ tầm khoảng hơn một nửa một chút so với chiều cao của cái đỉnh của hậu cung đó. Đây. Đó, đây là cái phần này là phần hiên này. Đó, hiên rất hẹp, hai viên gạch 40-80 phân thôi, thế nên là ở đây chỉ có 7 hiên thôi. Đây các bạn nhìn này, không kể hiên nha, là chỉ có mỗi bảy hiên này. Đây, phần này vẫn bảy hiên này. Đó. Đây. Đây, các bạn đang nhìn đấy, đấy chính là cái phần diềm mái đấy. Đây. Đó, đây chính là cái phần bảy hiên này. Còn đây là cái cột này. Cột gỗ các bạn. Gỗ. Đó. Thì bây giờ là thôi, bên cửa bên phải này đang đóng thì để tôi đi bên trái xong tôi vào review cho các bạn nhé. Đây, cái cửa này cửa trái này, tôi đi vào sẽ ở bên trái đấy. Đó. Đây, phía trong nhà này. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy, nhìn ra phía ngoài sân đấy.
Đấy thì ở phía trong này, ở đây là có hai hàng cột. Đây chính là hai hàng cột cột cái này. Đó. Nhưng ở đây có mỗi hàng chỉ có hai cột thôi. Đây, có hai cột thôi. Còn ở phía hai bên hồi thì các cụ dùng cột trốn. Đấy. Bởi vì ở đây cũng hẹp. Đó, đây là hai cái cột trốn này. Có nghĩa là cột nó lửng không chạm đất, cột trốn. Đây, còn cái phần này là cái phần vì hồi này. Ở đây dùng trồng giường hết. Đấy, trồng giường hết. Không dùng kẽ một chút nào. Đấy. Đây, các bạn nhìn này. Tất cả là trồng giường. Như này là rất kiên cố đấy các bạn. Tại vì là cái nhà này hẹp, ba gian mà hẹp lắm. Thế nhưng mà các cụ dùng trồng giường hết. Đây là các cái đầu đấu đấy. Đục rồng. Còn đây là cái hoa văn ở cái trồng giường ở cái vùng là tương đương với cái khoang mà ở giữa cái cột cái với cột quân ấy. Nếu mà là kẻ thì ở đây là chính là kẻ ngồi này. Thế nhưng mà ở đây là cái vùng này các cụ dùng trục giường hết, rất chắc chắn, để bền lắm. Đó, trên nộp ngói đầy ngói màn này. Đấy. Đây là cái hoành. Đây các cây hoành. Cái vùng này là xà hoành, xà thế hoành. Đấy. Thì đây là cái vùng này là cái vùng mà gian giữa đây. Đấy, tôi đi ra ngoài xong tôi quay cho các bạn dễ hình dung. Đây nha, các bạn nhìn nha, đây tôi ra ngoài sân này. Đây là gian giữa này, cái cửa bước vào là cửa bốn cánh ấy. Đấy, đang mở cửa bốn cánh. Thì ở đây là bàn thờ. Đó, đây là bàn thờ, thờ thủ công. Cái bàn thờ là khá là đơn giản, nhưng cũng rất ấm cúng. Đó. Trên có bộ đồ thờ, đỉnh hạc nến với lại cây hương bằng đồng. Tôi nghĩ niên đại của đồ thờ này cũng không đồng nhất đâu. Ví dụ như là cây nến này với đèn này có thể là lâu có tuổi, nhưng mà cái đỉnh đồng này tôi thấy mới này. Cái đỉnh này là lối của anh em Ý Yên làm này. Ý Yên Nam Định. Đấy, lối này mới. Thế còn là cái đây. Cái cây nến này tôi nghĩ là cổ này. Màu sắc khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thế còn cái đôi hạc kia thì khả năng là cái này anh em khả năng là Bắc Ninh, mẫu này chắc mẫu Bắc Ninh. Nhìn quen quen đó. Và tôi bình luận chút thì thôi. Thế còn cái bàn thờ này cũng khá đẹp, đục chạm, kênh bồng, sơn gión tiếp vàng. Đó. Đấy thì về cái cơ bản của cái nhà thờ thổ công thì nó như vậy. Về kiến trúc ấy thì là trồng giường hết theo lối kẻ truyền, nhưng mà trồng giường đó chứ không dùng kẻ. Thực ra là ở gian nhà này mà dùng kẻ thì cũng được, bởi vì nó bé mà. Thế không hiểu sao các cụ lại thiết kế là trồng giường. Đây là, còn đây là cái vùng mà phía trước che chắn cái một phần cái chiều cao ở cái khoang cái khoang giữa, giữa cái vùng
cột cái và cột quân. Tôi nghĩ là cái vùng này tương đương như liếp. Đấy, chắn một phần là gió. Tôi đoán đây thôi. Thế còn chính xác là như nào thì có thể là nếu bạn nào dành hơn thì các bạn comment nhé. Đấy, thế còn đây là cái đầu. Đây là cái bẫy. Đó. Bẫy hiên. Thế còn cái đây là đầu với bẫy. Còn đây là diềm mái này. Đấy. Tôi với đứng trên hiên nhưng mà tôi với được đến diềm mái này. Đấy. Có nghĩa là nó chỉ cao khoảng hơn 2 mét thôi. Còn trên thì là ngói mũi hài rồi. Ngói này mới. Đó. Còn phía ngoài thì có mấy cái đèn lồng trang trí. Đấy. Đây, cửa bức bàn ở đây. Trơn không đục. Trên có con tiện gỗ. Đó. Đây, các bạn để ý này, cái vùng vách nhá, vách gỗ đấy. Đấy, thực ra là nhà kẻ truyền chuẩn chỉ là tất cả các cái phần cấu kiện này hoặc là gỗ hoặc là đá. Còn có những nơi thì thêm chút gạch vào. Nhưng mà nếu mà chuẩn chỉ ra mà từ cái thời cách đây vài trăm năm ấy thì chủ gỗ đá thôi để làm lên kết cấu chính. Còn mái thì hiển nhiên là ngói rồi, gỗ. Đó. Đây, nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn hãy chia sẻ. Và để động viên team Nhà Việt TV, các bạn hãy cho chúng tôi một like, một subscribe vào kênh. Nếu các bạn muốn trao đổi về các cái vấn đề trong nhà cải truyền cũng như là trong cái công trình này thì các bạn hãy comment ở phía dưới để chúng ta trao đổi thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.